ဒီနေ့တစ်ချိန်တန်းတိုင်းအိမ်နောက်ကွာရှင်းခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအိမ်နောက်ကိုနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ကနေနှစ်ထောင်ဆနှစ်အထိပေါင်းပြီးဖွာရှင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအီလွန်မတ်စ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာစင်ကဲစင်ကဲအစပွားပြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
tôi giờ bà công ty của giáo mi đến chào mà về tôi giờ công ty thế hả bé bé lượn mi tôi làm mấy lồng ngắn của vậy dù kê bà đấy hay đi nào nên bé chả đi đấy xem mà tôi xí cả suy chơi à sẽ đi đâu mà con này ăn uống xin đấy bé bé của đó là mà wifi bị đi ăn này y bé của giáo viên lại bà đấy mất của nên mấy chiếc gì cái đấy SpaceX company mất ha vì bé của cháu này cái sa à bị mất tích hè vì cái đấy nhất định truyền mà tôi gọi luôn nên mấy chiếc toa gì cái đấy công ty nó cũng rất là khủng khiếp đấy SpaceX của thị trường cái bà đấy nó thằng lấy cũng nên mà đầu tư ha Tesla Motor số đấy cho nên công ty của bà vẫn cái bà đấy số số bao nhiêu niềm nhau là một cái của sản cái bây giờ nó tư ha ở đây công ty mà Rider phải vậy ok ra áp chế là bà đấy nó sau cũng nên mà mấy giờ như cô vẫn quét đồ sạch được à? Solar City có đi thằng cái bà đấy, đấy Solar City à, sao vậy mà Elon Musk có đấy, phải đi cái đấy, ấy u sao bảo mà chỉ cần tháo bà đấy, mấy sao Solar City à, ở cái này, suy cho ya, nhà xong phải sang cái được chứ cái gì? Solar City ha, Mỹ cái này nghe mà, nếu so anh ngô nhà xong phía gì bây đấy, cứ để đó lâu ngày mới chứ cái bà đấy, nào sao cũng nè ha, Tesla anh này. Tuy nhiên, Roadster là đại magazine gì vậy? Ở đây này, chúng tôi sẽ lấy lâu ngày nếu sao mà có số trí tuyển mưu sư của giá trị kẻ bí khi dự trí trong này của giáo là kẻ đến như là trí kẻ bà đấy. Rao sẽ khuôn nềm vào mẹ xa lý gà ở miền mũ nạc khu của giá trị kẻ đạp hẹp cho bà đấy. Đặc khu gà Tesla khu gà Tesla và Roadster thôi đồ mưu của bí hoài lâu nàng nghe đạp cho bí nào đặc khu gà SpaceX ha, NASA ở đây PP sang nhà Akata scan của nhà tam bưu điện lập bố, đó là tỷ lệ tham gia vào bình nhà tam bưu chi để cán soi lâu ngày của cụ giá trị cái đặc biệt phải đấy. Ở đây nào mà đó, công ty này thu thuế ông miền mũ chưa đấy, rao sân này Tesla Model chi cái bà đấy. Lúc cái bình nhà đấy mà, công dân này sẽ mua được cái chi để luôn, nếu nhà chủ cái yêu xa để chơi, ở đây cả, này ở đây công dân cả. Sự việc nhà chị cô giá trị kể bà đấy. Sinh càng cao sĩ quan này bắt đầu để lưu địa truy cầu vụ. Lâu hoa bèo này tỏa ông lộp trên lại bà đấy. Nhà bà đấy tui dạy sẵn thiết trị mũ đề này. Ông miền mũ đề chóng. Elon Musk hà. Iron Man yếu trình gà đấy gà. Đi gà tiêu xong. Tony Stark này. Ai xin đà gô mà chạc kena khăn nhà lê xì bà đấy. Musk hà. Hollywood mà. Yì bán xa gà yông nàm gà bè này. California mà tui dạy lộp phần đi mũ chóng. Thông tin này lâu nữa lê bái mà tu ha thật lúc đó mẹ này dính đi ra mà hà mấy cái toa kê bà đấy tu yê xoay yên theo yếu bố sông yêu mùa ra này NASA mà Mỹ gà số yên này bố bóng sông yên mù đi chăng tu ha thật mà thằng Obama gà nên là xin sáng yên này xinh mềm nhá chi ra toa kê bà đấy gú số yên mẹ xa tu yê chế bên này xanh tao chơi qua mù này ổ xa tích mà đi chăng ổ bí chí tất là chí là để xinh qua mù đi gô lúc cảnh buồn nhỏ lên nền đạp ép thì tu ga, hiện ngay chỗ mà lưu sự tao nghĩ ra này nè, nghĩ ra nhà nếp ép tiếp được khu phần đi mẹ cháu, ai đi gọi tao bố, lắm mẹ đã sao nhà đam bố ha, đó là ngã tên chim mà phải để cháu, tu giờ gì giờ chết được cô, chết chết bên nhà giờ cha cái đạp ép thì bà đấy, nào biết đó, Los Angeles nè, San Francisco cha, những nhà tông giờ lâu nè, em nhận theo yêu bố sang nhà trẻ, hai ba lúc rồi đấy. Elon Musk ရဲ့ secure ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Hyperloop ဆိုတာကတော့ PR ဆော့ဆာထားတယ်။ပြွန်ကြီးထဲမှာ PR ထည့်ပေးထားတဲ့လေလုံးရေတွေကအခုအခံလေတူးတစ်ခုပေါ်မှာစီးနေပြီ။ Linear induction motor တွေနဲ့ air compressor တွေကိုပေါင်းစပ်မောင်းနေမဲ့ COD twin လုပ်ငန်းရှင် Elon Musk ရဲ့ secure ရထားတဲ့ဉာဏ်တော်မြင့်သေးယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hyperloop ဉာဏ်တော်မြင့်သေးယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဆိုတာအခုပြောခဲ့ရတဲ့အရာမဆာပုတ်ကလေးကအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကန်ကန်ဘာမှမပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ရဲ့စောစောပိုင်းကသူဟာသူ့ရဲ့သားတွေနဲ့အတူသူ၅ရက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမွန်းကြီးကိုဝယ်ခဲ့ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ18တန်းပေးစီခဲ့ရပါတယ်စတူရန်ပေး2000ကျဲတဲ့ဒီရှမ်းမွန်းကြီးရဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့စီမံကိန်းအစ်တွေနဲ့အလုံးလုံးနေတော့သူ့ရဲ့သားတွေအတွက်လောက်စရာတစ်ခုခုစားတွေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့နေရာထပ်တောင်းပိုပြီးကျေဝန်နေပါသေးတယ်သူဟာကားအစ်စ်တစ်မျိုးအတွက်ပဲအမျက်စက်ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့မတ်စာ
ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူလိုချင်တာကိုတေးကြလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုရထားတဲ့စာပါလူတွေကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြတဲ့ခင်ကသူဟာ စင်စာတောင်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မက်ဟာညီငါဂျိုဘမယုကလိတမျိုးကိုသူတိဆောက်နိုင်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တန်းကြွယ်တရေကြီးတွေမှာထိတ်ဆုံးကယက်ဒီနေတဲ့အီလွန်မက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာဘုဒ္ဓတာတွေကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုက